Kính chào quý vị, Ngọc Diệu rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật thoải mái. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ ra quân vẽ tranh tường bờ kè ven biển. Thành phố Vũng Tàu chấm dứt hoạt động gần 20 xe ô tô bán hàng lưu động. Nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng chống đại dịch Covid-19 của các tổ chức đoàn thanh niên địa phương. Đầu tiên là những thông tin được ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, 20 tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 của xã Long Phước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa biểu dương tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết biểu dương khen thưởng người hiến máu tình nguyện do Ủy ban Nhân dân xã Long Phước tổ chức. Có 6 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa xã Long Phước tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. Thời gian qua, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Long Phước đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, triển khai thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe và chế độ chính sách cho người hiến máu tình nguyện. Trong năm 2019, xã đã vận động được 120 đơn vị máu, vượt 9,1% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2020, vận động hiến được 80 đơn vị máu, đạt gần 70% kế hoạch năm. Trong đó, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại ngày càng cao. Chi đoàn phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải taxi Vũng Tàu trao tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Hơn 200 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, muối, bột ngọt đã được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Nguồn kinh phí được chi đoàn phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vận động, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải taxi Vũng Tàu tài trợ. Từ đầu năm đến nay, công ty taxi Vũng Tàu đã trao tặng 450 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Mỗi phần quà trị giá không lớn, nhưng là tình cảm, là nguồn động viên tinh thần, giúp các gia đình này ổn định cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh. Chi đoàn Chi hội Thanh niên Công ty Vân Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa vừa được thành lập, nâng số tổ chức Đoàn hội Thanh niên Doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bà Rịa đến thời điểm này lên 14 tổ chức. Công ty Vân Nam, Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa chuyên thiết kế, gia công ba lô, túi sách. Chi đoàn Chi hội Thanh niên Công ty được thành lập với hơn 30 đoàn viên, hội viên. Tại buổi ra mắt thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bà Rịa, Chi đoàn Chi hội Thanh niên Công ty Vân Nam đã trao tặng 1.500 chiếc cặp trị giá hơn 150 triệu đồng cho học sinh địa phương. Tiếp theo là ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, 86 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên huyện Long Điền vừa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2020. Khóa học do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức. Trong thời gian từ 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên huyện Long Điền đã được học tập các chuyên đề gồm đường lối, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền xây dựng quốc phòng toàn dân, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, có 86 trên 94 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành. Trong đó có 29 học viên đạt loại giỏi, còn lại đều xếp loại khá. Gian hàng chia sẻ yêu thương do Hội Phụ nữ xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tổ chức hơn một tháng nay. Gian hàng gồm các loại nhu yếu phẩm, rau củ quả, quần áo cũ nhằm hỗ trợ những hội viên người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Tại gian hàng chia sẻ yêu thương, hoạt động vào ngày 28 tháng 8, Hội Phụ nữ xã Tóc Tiên phối hợp với Ban điều hành ấp 5 của xã đã trao tặng 50 phần quà cho những hội viên người dân có hoàn cảnh khó khăn.
phần quà trao tặng cho hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ là các nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá hơn 400.000 đồng. Tổng trị giá trao quà lần này là hơn 20 triệu đồng, do Hội Phụ Nữ xã Tóc Tiên vận động các đơn vị mạnh thường quân tài trợ. Bên cạnh các loại rau củ quả, nhu yếu phẩm, gian hàng chia sẻ yêu thương Hội Phụ Nữ xã Tóc Tiên còn có nhiều dụng cụ học tập, giày dép, đồng phục cũ để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trước thềm năm học mới. Ngoài lực lượng cán bộ hội đoàn thể thị trấn Phước Hải Quyền Đất Đỏ, hơn 30 tình nguyện viên nhóm Green Trips Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tham gia hoạt động vẽ tranh tường đoạn bờ kè gian biển trên đường Trần Hưng Đạo thị trấn Phước Hải trong ngày 29 tháng 8. Đây là một trong các hoạt động nằm trong mô hình chỉnh trang cảnh quan vệ sinh môi trường của thị trấn Phước Hải. Với chủ đề bức họa ven biển, các hội viên, đoàn viên và tình nguyện viên đã cùng tham gia vẽ trang trí các mảng tường của bờ kè trên biển đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phước Hải, với những hình ảnh sinh vật biển, nhân vật hoạt hình. Các bức tranh mang thông điệp xây dựng văn minh đô thị, tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Những bức tranh này không chỉ góp phần tô điểm cho đô thị du lịch Phước Hải, mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Nhóm của mình là gồm các thành viên, tình nguyện viên ở Sài Gòn, thì hầu như là các bạn họa sĩ và các bạn sinh viên ở trường mỹ thuật, thì cùng nhau chung tay, tại vì tụi mình cũng đi du lịch nhiều nơi và trong đó có Phước Hải. Mình mong rằng là ngày hôm nay mình lên ý tưởng vẽ một cái bức họa ven biển, nhằm là thứ nhất là mình tuyên truyền về môi trường để mà nâng cao ý thức của người dân nhiều hơn ở tại đây. Thực sự thì cái điểm em mong muốn ở những hoạt động này thì em trước mắt là em muốn cống hiến cái sức trẻ của mình cho cái việc bảo vệ môi trường. Và cái việc thứ hai là bản thân em cũng đam mê cái việc vẽ, cho nên em thấy những cái hoạt động như thế này nó cũng rất là có ý nghĩa. Đoạn vẽ tranh bờ kè ven biển trên đường Trần Hưng Đạo tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ dài hơn 3 km, khổ cao 90 cm. Kinh phí để thực hiện vẽ tranh do địa phương trích từ ngân sách và vận động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trước dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, cùng với cả nước, tổ chức đoàn thanh niên các cấp đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tại huyện Châu Đức, từ đầu tháng 8, xã đoàn Kim Long đã tổ chức hành trình chung tay đẩy lùi đại dịch. Mỗi bước chân trong hành trình này thu hút từ 20 đến 30 học sinh, đoàn viên thanh niên địa phương tham gia với các hoạt động như may khẩu trang vải, thiết kế trợ tay đeo khẩu trang, vận động khẩu trang y tế để trao tặng cho người dân, các y bác sĩ, công dân đang thực hiện cách ly. Chị Nguyễn Thị Ái Châu là giáo viên trường mầm non tại xã Kim Long, huyện Châu Đức. Hơn một tháng nay, khi học sinh nghỉ hè, chị Châu sắp xếp công việc gia đình để tham gia hành trình chung tay đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Kim Long. Trung bình mỗi ngày, chị Ái Châu may hoàn chỉnh từ 20 đến 30 chiếc khẩu trang vải. Mình tranh thủ vào buổi sáng dậy sớm một chút, rồi mình may, chiều về cây cơm nước cho con cái là xong rồi, là bắt đầu là mình may tiếp. Thì mình cũng muốn chia sẻ một chút cho với mọi người, mình cảm thấy đó là niềm vui của mình. Tham gia vào hành trình chung tay đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Kim Long, em Nguyễn Hồng Ngọc, học sinh cấp 3, cùng các bạn mình tuyên truyền hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluestone. Em cảm thấy rất là vui, với lại góp phần chống dịch với lại tất cả mọi người, cho mọi người biết được mình đi đến đâu, để cho mọi người mình như là tránh né được một phần nào đó. Hành trình chung tay đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Kim Long do xã đoàn Kim Long, huyện Châu Đức tổ chức từ cuối tháng 7, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hành trình chỉ thu hút hơn 30 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh địa phương đồng hành với các hoạt động như may, trao tặng khẩu trang vải, tài trợ đeo khẩu trang cho người dân, trạm y tế và các khu cách ly, giúp người dân cài đặt ứng dụng Bluestone. Kinh phí hoạt động do Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và các mạnh thường quân hỗ trợ. Hôm nay thì tụi em thực hiện cái chương trình hành trình chung tay đẩy lùi COVID. Thì qua đó thì đoàn xã phát động cái chương trình vận động các doanh nghiệp trên địa bàn của xã của mình á, để ủng hộ khẩu trang cũng như là các cái nguyên vật liệu để may khẩu trang
Đấy, thì hôm nay thì thường thì em thấy anh thì cũng ủng hộ rất là nhiều với cái chương trình từ thiện. Thì hôm nay tụi em vào đây thì cũng mong anh là hỗ trợ giúp cho cái chương trình của tụi em được thực hiện nó có hiệu quả hơn. Tụi em sẽ đưa những cái khẩu trang này đưa về khu cách ly cũng như là tụi em sẽ đưa về ngoài Đà Nẵng để hỗ trợ cho bà con. Không có gì hơn, anh sẽ tiếp nhận lời nói của em và trân trọng. Có ủng hộ một phần quà là 2 thùng gồm 50 hộp khẩu trang để về cái khu cách ly. Mới chỉ diễn ra gần 1 tháng nhưng hành trình chung tay đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Kim Long đã trao tặng hơn 5.800 khẩu trang y tế, khẩu trang vải, hơn 1.500 chiếc trợ tay đeo khẩu trang cho người dân địa phương, trạm y tế, khu cách ly tại Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Đà Nẵng. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluestone cho hơn 2.500 lượt người dân sử dụng điện thoại di động thông minh với phương thức đến từng ngõ, gõ từng nhà. Rất là cảm ơn các bạn đồng viên đã quan tâm và hỗ trợ nhằm để tạo cho anh em chúng tôi và bà con để làm sao đẩy lượt cái đại dịch, cái Covid. Mình cũng nghe tin tức đại dịch mình nói chứ mà chưa có được hỗ trợ được, cái đó thì rất tốt cho bà con. Tại vì nói chung là bà con ở đây thì trình độ họ rất thấp, cho nên là họ không có biết nhà đoàn về dẫn giới thiệu của đó. Tôi đăng tải trên các cái trang mạng xã hội về các cái hoạt động thì phân bổ ra nhiều nhóm để chúng tôi làm, bởi vì là mình không có cho mình tập trung. Do đó thì chúng tôi là chia từng nhóm nhỏ ra cho các bạn để tham gia từng cái hoạt động một. Các bạn đoàn viên thanh niên đi tuyên truyền từng người dân để người dân hiểu và biết được cái dịch bệnh rất là nặng. Rồi, quá đẹp luôn. Thưa quý vị, khi cả nước cùng chung tay phòng chống đại dịch COVID-19 thì mọi sự quan tâm từ vật chất đến tinh thần đều hướng về tâm dịch và các khu cách ly tập trung. Đặc biệt là ở các khu cách ly tập trung, bên cạnh những món quà vật chất thì cũng có nhiều món quà tinh thần được gửi đến nhằm động viên người cách ly, đồng thời giúp các y bác sĩ, chiến sĩ thêm phấn chấn tinh thần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, hàng trăm đầu sách với đủ các thể loại đã được thành đoàn Vũng Tàu vận động từ các cửa hàng, nhà sách, trao tặng cho các y bác sĩ, chiến sĩ, công dân đang cách ly tập trung. Thành đoàn thành phố Vũng Tàu đã có những quan tâm sau những giờ hoạt động của các anh em trong cái lực lượng phục vụ cũng như bà con rất bổ ích và hiện hữu, bởi vì bà con có thêm cái sự trau dồi cũng như là hoạt động thêm về những cuốn sách, là một cái hoạt động rất hay, rất hữu ích, cần phát huy thêm ở các điểm hoạt động cách ly trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho người dân, các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ đã và đang tiếp tục cống hiến sức mình để Việt Nam sớm thoát qua trận đại dịch này. Thông qua chương trình quyên góp sách trao tặng khu cách ly do thành đoàn Vũng Tàu tổ chức, gần 1 tháng nay đã có hơn 1.200 đầu sách được các nhà sách, tiệm sách, mạnh thường quân trao tặng. Những quyển sách gửi gắm tình cảm để động viên các y bác sĩ, chiến sĩ, người dân đang cách ly, vững tin hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm. Và trong thời gian tới thì thành đoàn sẽ tiếp tục tặng sách trên nhiều điểm cách ly nữa, trên địa bàn toàn tỉnh, để giúp cho tất cả mọi người dân tham gia cách ly có thể có được cái đời sống tinh thần tốt nhất, thoải mái nhất để có thể vượt qua thời gian cách ly một cách vui tươi, lành mạnh và đảm bảo đúng tiến độ và thời gian. Tiếp tục phần thông tin địa phương vẫn là những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, những vi phạm liên quan đến lĩnh vực này vẫn diễn ra rất phức tạp và có xu hướng gia tăng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, qua kiểm tra gần 80 cơ sở kinh doanh hàng hóa trên địa bàn thành phố, đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện và xử lý hành chính 25 vụ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, lợi dụng thời điểm các cơ quan chức năng và chính quyền tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh nói chung, tại thành phố Vũng Tàu nói riêng, có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Để đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,
đội quản lý thị trường số 2 cùng với các đơn vị chức năng của thành phố Vũng Tàu đã tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh, trong thời gian qua trên tuyến đường Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu có nhiều ô tô bán hàng lưu động trên lòng đường. Việc mua bán hàng quá trên vỉa hè là trái với quy định của luật giao thông đường bộ và không đảm bảo vệ sinh môi trường. Công an thành phố Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân phường 2 đã nhiều lần xử phạt, tuy nhiên sau khi bị xử lý, các xe vẫn tiếp tục vi phạm. Để quản lý hoạt động trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã giao phòng quản lý đô thị đánh giá về hình thức kinh doanh, dự thảo phương án quản lý hoạt động bán hàng lưu động bằng ô tô lưu động, đồng thời tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, phòng ban, Ủy ban Nhân dân các phường liên quan. Sau khi thu thập ý kiến của các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các ô tô bán hàng lưu động trên tuyến đường Hạ Long, phường 2. Ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động của 17 xe ô tô bán hàng lưu động trên tuyến đường Hạ Long, phường 2. Theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân phường 2 thông tin tuyên truyền đến các hộ kinh doanh bán hàng bằng xe lưu động, không kinh doanh buôn bán trên lòng đường, vỉa hè. Những cá nhân có xe cần liên hệ với các khu du lịch, cá nhân tổ chức để thuê mặt bằng bán hàng theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu lực lượng chức năng của phường và thành phố tăng cường ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu xưa nay nổi tiếng không chỉ bởi sự năng động dồn dập của một thành phố biển, mà còn là mảnh đất thanh bình với nhiều chùa chiền, di tích lịch sử. Chính vì vậy, đến với Vũng Tàu, ngoài việc tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng, nhiều người còn đến với những địa điểm tâm linh để tìm lại cảm giác bình an, ấm áp, chân phương, hướng thiện. Trong câu chuyện Đất và Người Bà Rịa Vũng Tàu kỳ này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một số địa điểm như thế. Và hôm nay thêm một địa điểm nổi tiếng được chúng tôi chia sẻ, đó là chùa Quy Sơn, tọa lạc tại núi Lớn, một nơi thanh tu và chiêm bái của Phật tử thập phương. Với mong muốn tạo lập một ngôi chùa tại nơi thanh vắng để Phật tử chuyên tu, năm 1964, Hòa thượng Thích Hồng Đạo và Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh, nguyên diện chủ chùa Huê Lâm, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, đã chọn núi Lớn để xây dựng chùa Quy Sơn. Sau 6 năm xây dựng, chùa mới hoàn thành chánh điện, giảng đường và tăng xá. Và mãi đến đầu những năm 1990, chùa mới hoàn thành các công trình phụ. Quy Sơn tự được xây dựng giữa cạnh núi non hùng vĩ, cây cảnh xanh tươi tạo nên khung cảnh trang nghiêm, đượm mùi thiền dị. Do nằm trên đồi núi cao, nên để đến được khu chánh điện, Phật tử phải đi theo con đường khá dài. Tuy nhiên, nhờ thiết kế hài hòa, trải dài theo sườn dốc, nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn. Điểm nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc chùa Quy Sơn là pho tượng Phật cao 19m ngự trên tòa sen. Từ cổng tam quan bước vào, Phật tử sẽ có cảm giác Đức Phật đang ban phát phước lành cho chúng sinh. Đây là tượng Phật cao nhất tại thành phố Vũng Tàu. Năm 2014 thì chúng tôi là những người thừa kế tôn tạo Đức Quan Âm hiện tiền đó, cao 19 thước, cũng rất là công phu, tại vì mình làm thủ công. Và cái vị nghệ nhân này là Thủy Lam, làm những cái tượng Phật lớn nhất nước Việt Nam đó, mời về đây để tôn tạo. Khoảng hơn một năm mới xong. Đến với chùa Quy Sơn, không chỉ được chiêm bái tượng Phật cao nhất Vũng Tàu, mà Phật tử còn được chiêm ngưỡng những nét độc đáo của khu chính điện cổ kính chỉ riêng Quy Sơn mới có. Chánh điện thì đơn sơ thôi, nhưng mà theo như quý chư tôn đức tăng ni về đây lễ lại là cứ là khi mà tôn tạo Đức Bổn Sư đây ấy, thì vị nghệ nhân giỏi hồi thời đó, ông cũng nhập thất, ông cũng tịnh tâm dữ lắm để mà ông tôn tạo lên. Tọa lạc trên đồi núi cao tĩnh lặng, nên khi đến với chùa Quy Sơn, mọi người sẽ chìm đắm trong khung cảnh thanh bình, nhưng cũng không kém phần thơ mộng của chốn bồng lai. Qua đó tìm được cảm giác thanh thản trong tâm hồn, rũ bỏ hết tất cả mọi ưu phiền lo toan trong cuộc sống, để hướng đến những giá trị chân thiện mỹ.
Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.